Sao nóng quá nhỉ? Hello anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel Xịn Dẹp. Tuy là mình cần cái này này. Mình phải bán con này này. Và mình muốn mua con Hayate này nữa ta. Nhưng mà mình khóa lại à? Khóa lại em lấy thêm một con Văn Heo à? Cũng được. Đội này cũng phải yếu để đép đâu. Cái này cũng ép cũng ok đấy chứ. Ngon thế. Ngon ơ. Thứ được hoàn hảo à? Thứ được hoàn hảo à? Đánh mà ra một con floor thì ngon chắc chắc là mình vẫn nghĩ là con rat thôi. Có gì ngon hơn rat cả. Để mình ly lên đây đi. Hay cho AT bay nhỉ? AT bay cũng an toàn. Không cần đâu. Đấy mà là con floor thì làm đi xuống kia đá luôn kìa. I just wanna get high with my lover. Floor không có. Rôn phát này, rôn phát này, rôn phát đây. Một gì? Bỏ này đi này. Này có thể bỏ đi này. Thế này thôi. Thêm bạn ấy, mình thêm con video vào đây, đừng đép cho nó quá. Hayate bắt được con Hayate này. Sạch thánh nhỉ. À. Khỏe ghê, khỏe ghê. Thua mình bán này đi. À đây bắt được con kia này, chả nhớ tên là con gì. Rát chắc đấm được trước này. Ngon, ok. Hayate bị sấy à? Đá thường, đá thường, xuống đá thường phát. Đá thường một phát thôi. Hai phát. Em thua anh em mình. Hayate kia có 40 mana nó sấy sớm quá. Nó làm gì được? Phải làm gì đây? Chắc là mình sẽ bán con này đi thôi. Nếu mà mình thắng thì mình mua thêm con rat kia thôi. Chẳng thế thôi nhỉ. Chắc là vậy thôi. Bắt con Vio. Nó chậm được rồi cũng hơi khó. Nếu mà quả đấy mình biển Hayate bay xuống thì sao nhỉ. Hayate bay xuống có khi Hayate sấy trước không. Khó quá nhỉ. Rồi mất con rat của mình rồi. Nó đang chịu mất. Mất con rat. Tí lấy lại sao. Cái này thua hai trận chắc mình thua thêm một trận nữa thì sẽ ngon. Không, hay tiền, hay tiền, hay tiền. Thua hai trận này. Thua thêm một trận nữa. Cũng được. 91 xuống 88, 88, 86 trận sau thua đậm đậm đi. Đã thua thì thua đậm đi. Just wanna get high with my lover. Có thương thì chắc là mình sẽ đánh cái bài mà ai cũng biết là ai thôi. Tể hạ ám thôi. Lord of the Duck. Gì đây? Bạn định chôn mình hay gì đây? Bạn định làm gì đây? Dồn vào giết được một con không nhỉ? Ừ, mà giết một con này được không? Mình giết một con nhé. Mình có cái này, mình có cái này à? Ơi kỳ, mình đang nghĩ xem phải pha này phải chơi thế nào. Mình lên đây, dìu thì luôn. Tí nữa mình mua con dìu sau được anh. Chắc giết được một tướng không? Chết con nào rồi. Chắc thua luôn được, thua 4 chết. Ok. 80. Hạ này chắc là kiểu gì cũng chẳng có bạn. Thắng. 88. 82, ok, 86. 80. Thằng bét bảng này, lấy truy hồn. Lọc đại.
cần nhất ngọc đại. Lấy con này, này cho con Floor cơ săn quỷ thể rôn lên luôn. Và mình có thể bán này đi, rôn này luôn. Nó là thế, thế là đó. Ok, săn quỷ 1 2 3 4 5 6 7. Vio này đứng đây, này đứng đây, này đứng đây, này đứng đây. Này ok rồi, ok rồi, ok rồi. Hay không? Có con voi. Mình bán đi nhỉ? Bán ra đi à? Trận này phải thắng em. Nói thắng thì mình bán được hai con kia thì lấy con voi. Thắng rồi. À, à, không cần bán nó ra. Cứ đã ra được. Thần nguyên tố ba con này. Ok ok. Có một cái thương, có một ngọc đại với cái con này. Uy tín, có uy tín. Sẽ để này lên đây, con này Vio đứng đây à? Vio đứng đây cũng được. Vio đứng đây, con hai tay đứng đây. À, một cái thương, à, mình có một cái thương. Và mình là người duy nhất có thương. Tuyệt vời luôn. Trên hai tay đứng góc đi. Ok, tuyệt vời luôn anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ Eco thôi. Ôi, chiêu chiêu lên 8 ấy nhỉ. Lo xuống xin đôi này. Thiếu bán thần. Thế là có góc đại rồi thì cũng khá là yên tâm này. Đại thì có truy hồn, có đồ 40 mana phải có. Có truy hồn là quan trọng nhất. Truy hồn là quan trọng nhất thôi. Và con rồng thì cô thôi, không có gì. Chắc là chưa ai lên 7 rồi không? Đừng khóc này được. Đừng lo xuyên con Violet luôn à. Ơi đừng xuyên con này. Đấy nhỉ, lại thua một trận nữa rồi. Mình bị thiếu, thiếu đam ấy, nếu mà chết trong floor là thiếu đam á. Mình floor 2 nữa. 2 tên mình không đủ, 2 tên mình có sách cái ngọc đại kia thôi, chắc xấy được một lần. Mà may được xấy được lần 2, mà khỏe. Giống như máu à. Không sao. Nhìn chăn à. Mình mong đợi nhiều hơn thế. Đi luôn đi, đi luôn. Take a monotone and I just wanna get high with my lover. Speak my true name, I dare you. I dare you. Thì mình mua lại Lumbua anh em ơi. Có tất là đang phải để bán con Zeal, giữ được con Rat nữa. Này mình giữ lại. Bây giờ mình sẽ cho con HT bay đi. Một đường thẳng cũng là một cái trò hay. Để cân nhắc, nhưng mà con lau là không có gì luôn anh em ơi. Lau là phải con, một con lau uy tín lắm. Lau chỉ là một con lau fake thôi, lau fake thôi. Cái con voi này uy tín này, con voi kia uy tín này. Dạ con tu len ở đây. Ước gì em ở đây, con lau này ulti phát được không? Voi ulti ok, lau ulti nữa là được. Ui giời đẹp quá. Thế thôi được rồi anh em. Không đòi hỏi gì nhiều được. Không đòi hỏi gì nhiều được cái đội này. Không đòi hỏi gì nhiều được ở cái đội này. Cho con lau hai đồ đi. Mà lên lau hai, nếu mà lên lau hai gánh cũng được. Nếu mà dầm
Con rồng ngon nhất. Con rồng vẫn là ngon nhất anh em. Lào được, lào hai gánh này. Đến lúc tèo cút. Cút mặt cỏ. Xong. Nguyên tố không? Làm chuyện nguyên tố đi. Hai con ba con voi rồi. Mấy đồ kia. Đại cho con voi không? Đại cho con voi đi. Hai da tê rồi, mình nghĩ sắp bỏ được rồi. Thay vào con floor khi ngon hơn. Anh đồ đi. Floor. Lau gánh này. Lau floor gánh này. Lau được cái nó vẫn kích được cái pháp sư của con rat ấy, nên là nó vẫn ulti được nhiều. Nên là ok. Trận này như mỗi mình có thương. Mỗi mình có thương. Mình làm bố à? Godfather à? Mình nghĩ đến cái viễn cảnh đấy anh em ơi. Nó dã man ạ. Viễn cảnh này thì sao? Không ai thương đúng không? Nếu mà không ai thương mình chơi được trò này ngon này. Chơi trò này ngon luôn. Chính xác cái trò này. Narcot thì chờ đi. Narcot đang chờ đồ cho em. Narcot này mới có, chưa có đồ gì. Gần như chưa có đồ gì. Đồ kia phải ném cho dầu. Quan trọng nhất là con dầu. 11 con, thoải mái anh em ấy. Hay đồ luôn nhỉ. Đồ luôn sớm không? Bây giờ tỷ lệ là bao nhiêu? 15%. Không hẳn là một cái quá là đẹp để anh em roll, nhưng mà cũng không phải quá là xấu. Kiểu anh em roll thì roll cũng được. Nó không được chuẩn bài vở lắm thôi anh. Chuẩn bài vở phải level 8. Mình không tí được không các bạn? Không tí được không? 10 con. Ok, 26 vàng. Hay luôn trước một con cho nó yên tâm nhỉ. Không tí không ra luôn ra là con rồng nào thì buồn cười lắm. Hay luôn một con cho yên tâm. Chắc phòng sau mình bỏ Noman đi thôi. Lấy tiền luôn thôi. Chờ đợi gì nữa. Lâu chết rồi. Mình đi ưu tiêu phát rồi. Ok. Không đòi hỏi gì nhiều. Mà Rat này có tool lane à? Lau à? Rồng à? 1, 2, 3, 4, 4 con hắc ám. Vẫn ai xem ca. Cái Noman thôi. Cho 2 thì được. Noman. Phát nữa. Ám sử dụng floor. Không sao. 9 con thoải mái anh em ơi. 9 con thoải mái anh em ơi. Chắc là 9 con là phải thoải mái nhỉ. Floor 2 thương xuyên luôn này. Một thương này cho Grock thôi. Nếu có Azenka này, Azenka bắn thần thay bắn thần. Bắn thần một cái đồ này, một đồ cho lau. Cho cái này cho Narcot à? Có bắn thần. Có rồng. Thế chứ. Cấp đạo luôn em ơi, cái này cho con lau gánh được. 1 2 3 hai thương kia cho con Azenka. Con này không ai có thương đúng không? Không ai có thương, cầu nguyện đi đừng ai có thương cả. Đúng rồi, quá hợp lý rồi anh em ơi, quá hợp lý rồi. Tụi len bản thân không cần bản thân đâu, thần tốt rồi nhưng mà không cần đâu. Nhưng con Floy nó uy tín anh em ơi. 4 hắc ám đúng không? 4 hắc ám. Nói phải quá. Mình đi luôn đi chứ. Gặp quả mình hai thương rồng ám ngọc đại này thì bố. Như con gặp bố. Hello con. Hello bố.
Mình mua sách thánh để tí nữa dev. Mình muốn dev bằng ấy. Mình nữa dev bằng dev bằng con gì quên tên rồi. About this. À không có, không có ấy nhỉ. Sách thánh lấy ngọc đại nhỉ anh em. Mình hơi phân vân bởi vì tí nữa mình có thể ném sách thánh sang cho con von cát được. Còn ngọc đại thì không. Na cót cầm ngon, cầm sách thánh thì nó sách tây nó sẽ không phải bằng ngọc đại rồi. Mình nghĩ lấy sách thánh ngon hơn anh em ơi. Xem mà ném cho voi. Na cót một mà. Lily chưa cần, mong thêm thì bỏ. Không cần. Con cát đấy. Thấy không? Nhiều lúc nó may một cách bất thình lình lắm. Nó may một cách bất thình lình lắm. Một thương bắt đáy này. Bắt đáy phải chuồn thôi. Hai bên này. Chấp nhận mất góc này thôi. À này cho con cát đứng lại đi. Cho con lau này bay đi đi. Con lau này bỏ. Đi. Rồi thiếu Azenka. Azenka rồi nó bắt bỏ con này. Phải lên nữa anh em ơi. Lên nữa, lên 9. Đép được lên 9 nhỉ, 30 máu, đép được lên 9 nhỉ. Mong là được. Rồng góc này thổi đẹp này, chết nắc này. Nắc lại chui góc này. Thổi đánh thường chết nắc này. May ở đấy sách thắng anh em ơi. Ở đấy mình ngọc đại lắm rồi đấy nhưng mà. Các nguyên tố hắc ám. Bỏ hai hắc ám đi lấy hai con nguyên tố nhỉ. Nguyên tố 1. Lily sót 10 tướng à. Ico lên 9 2 vòng nữa anh em ơi, cố gắng. Cố gắng sống được thêm một vòng nữa. Một vòng nữa là quan trọng nhất này. Rồng chỉ cần rồng 1. Một phát không có gì. Sống một vòng này nữa thôi này, xong rồi vòng sau mình đánh với quái. Gắng tí, gắng tí. Cố gắng một tí. Teo à. Na cờ rốt à. Mình về góc bên kia nhỉ. Góc bên này không? Bế con thê này, bế con teo này. Úi xôi ôi. Nhìn mà khóc. Nhìn mà khóc anh em ơi. Voi mình làm được việc gì không này? Biết làm việc không đây voi? Sống được không nhỉ? Thổi đánh thường chết. Rồng 1. Chỉ một con rồng 1 anh em ơi. Một mà nó có nhiều thương này, đẹp phải quá. Đúng điên, đúng điên, đúng điên. Do cái rồng hành quái rồi. Thiếu con Omen nhỉ? Ừ, thiếu con Omen nhỉ? Không sao. Thêm nữa mình bỏ con lau đi. Bỏ con lau đi thay vào hai con này. Con này và con Azenka. Azenka 28, 28 bỏ luôn đi. Cái này thì mình có thể ném cho một là con rồng, hai là con nắc. Azenka, Azenka cũng được. Azenka. Azenka cũng được em ơi. Azenka nó ulti ra nhiều đam. Và con nắc nhỉ. Nắc nó chém thường mà nó ulti được. Nắc 1. Đấy là mình chịu roll khi lên nắc 2. Rồng thì chắc là mình sẽ chờ bạn kia chết bớt đi. Này không có, này không có, này không có, này rồng 2. Này rồng 1. Rồng 1. Này cầm rồng không? Luôn anh em ơi, vội. Sống vội, sống vội. Ai cũng là người sống vội. Chắc là mình sẽ lấy một cái này hoặc một cái này. Uy tín là cái này hơn. Mình thích cái này ngọc đại hơn. Đánh mình ném cho kia và ngọc đại mình sẽ ném cho con voi nhé. Thật con voi mình cũng đi khá là sớm. À, con này đứng đây. Con cót mình sẽ đứng đây. Này uy tín rồi. Nếu mình không nhầm thì là vậy. Nó uy tín rồi, con này bỏ đi được rồi. Một thương bắt đáy bên kia, một đáy, một đáy. Một đáy thôi đúng không? Thương bắt đáy bắt được con này không? Thương bua. Hai thương bắt bên kia, thổi góc này, con cát không chết. Ok không chết luôn. Nhưng mà con rồng mình bị choáng rồi này. Mất một đống đam của mình này.
Bây giờ mới thổi này. Sống không nhỉ? Con cát nhảy được anh em ơi. Đen ấy, bị Lily choáng. Con cát vẫn nhảy được, rồng vẫn thổi được này. Con này ăn choáng này, rồng vẫn khạc được truy hồn ra này. Con cát vẫn nhảy được một phát nữa. Nó nhảy được một phát nữa. Chết này. Kề chết Malok. Không chết. Tốn máu quá anh em ơi. Một thủ nhá. Còn đấy đen quá anh. Đen quá, mà đến con rồng mình ăn CC. Con gì được. Lily. Chắc mình sẽ đi tìm đi, đi tìm tướng mình, tìm một con ấy đi. Con đi rắc luôn đi. Luôn, vội anh em ơi. Trước đấy. Vội lắm, một cái thương. Nakot, bắt được con Nakot này. Bắt được con thêm, bắt được Nakot, có phải thổi được con Malok luôn. Các bạn này gọi nào đây. Cắt thương giữa. Con cắt nhảy được này. Con cao ulti được một phát này. Ui giời, đẹp thế nhở. Như tranh vẽ. Cái pha mất máu vừa rồi mình hơi tiếc một tí. Máu quả hơi tiếc. Bây giờ phải mua lại Darcy. Mình nhìn những Darcy mà mua. Darcy đâu? Ma pháp ghi điện phái à? Ghi mà đây cũng được. Đấy, lại mất con Darcy của mình rồi. Buồn không? À đây. Khóa lại nhé. Tuy nhiên trận này không ai chết à? Để anh em đánh ác liệt đấy. Bắt Nakot, bắt Thên, ok. Bắt Thên là uy tín rồi nhỉ. Góc này thì phong cát mình chơi nhưng mà mình có con rồng mình thổi truy hồn vào đấy, chắc phong cát đấy chết trước thôi. Phong cát đấy không có giáp bổ mệnh đúng không? Bắt được phong cát bên kia này. Lo bắt đáy à? Đấy, con phong cát này thì mình thổi truy hồn vào nó chết liền mà. Có gì đâu. Darcy, vòng lấy Darcy này anh em. Thắng trận này lấy Darcy. Ok, rồng thổi cắt chết hết rồi. Kỳ lắm. Còn ra tiền luôn không để mình lấy con Darcy về. Không ra. Nhưng mà Darcy xong mình cũng phải vào vòng sau mình mới cho được con Liliana vào cơ anh em. Vòng sau anh em. Biết là mình không hiểu tại sao lại có ớt cục cho nó vào luôn nhỉ. Hai vàng thì không đủ nhỉ. Một vàng nhét một vàng đi xong rồi ba vàng ớt được. Ok, chơi uy tín thôi. Bắt được teo. Teo vào đây thì xong. Bắt được con teo thì gần như là xong. Rồng một anh em ơi. Chỉ cần một con rồng một thôi nó cũng làm đến chuyện ấy. Quan trọng là đồ. Quan trọng là đồ, chuyện này quan trọng là đồ. Mấy nhà von cát kia mà von cát không né được mình thì mình cũng thịt được nhá. Còn các bạn 70 máu kia trông hơi nhiều máu, trông hơi ngấy thật. Nhưng mà còn lại thì chắc là thế. Ok, mình bỏ ma pháp nghiệm miễn phái được rồi này. Ui, mình sẽ cần tìm thêm gì nhỉ? Voi 3, rồng 2. Cần rồng. Nakot thì Nakot cũng cần. Thêm một tướng thì mình thêm tướng gì? Pháp sư. Đỡ đòn này. Cần đỡ đòn không? Hai bạn đánh thú à? Hai bạn đánh thú cần CC. Cần Yon các anh em. Con gì CC lắm. Con gì đọc CC nhỉ? Thế hình ra không đọc CC lắm. Con Yon thôi. Yon làm CC. Teo. Yon thì phải có thể đánh đồ. Có thể đánh đồ nào thì lại cũng hơi khó. Mình có thể bỏ con Lily đi. Thay bằng một con Yon muốn quy. Cho Yon cầm tí tốc đánh. Counter. Làm tí counter.
Rồi không có tăng tướng rồi thì tôi mình sẽ bán hai con này đi thôi. Lily mình có thể lên 2 không? Không lên được cũng không sao. Voi thì sao 13 con. Vẫn được anh em ơi. Nghĩ khi cũng lên được. Lily. Muốn lên con Lily 2 lắm. Và nhân mình thích con này hơn này. Là con rồng hơn nhưng không có con rồng đâu rồi. Sẽ lên một cái đồ này cho con Void đi và một cái đồ này cho con Zanka đi. Cát tên con cát rồng. Rồng này thoải mái đi. Con rồng này thích làm gì làm na cót này xuống chơi với mình thì con rồng này sẽ thổi góc chéo kia. Bốn con rồng. Ít đồng quá nhỉ. Bình thường chết con nắp này rồi. Có khi mình để đồ cho con rồng không ta? Thêm đồ gì nữa không ta? Cho một đồ thủ của nó không ta? Con cát nhảy được này. Con cát nhảy được này. Con này không ăn CC à? Con cát không nhảy được à? Thôi đi rồi. Dễ đi anh em. Hơi khó nhỉ, dùng một. Chiếu hi. Đồ phép à? Này cho con voi. Con voi mình ulti nhiều nhiều hơn tí này. Bây giờ mình phải né góc các bạn này. Bạn này không có gì đúng không? Mình sẽ thổi thẳng vào mặt bạn ấy luôn. Phả hơi nóng vào. Và bạn này cầm hết dầu của mình rồi, ghét không? Ghét không, ghét không? Sẽ thổi thả phẳng thả thổi thẳng mặt thế này đi. Azenka mình để lại đi. Và mình sẽ để cái thương này của con Azenka cho con Omen đi. Omen đi xuống đây đi. Nakot đi xuống đây đi. Gì xuống đây đi. Này đi. Thử cái này xem sao nhé. Cái này rồng sẽ thổi chéo góc kia, con cát đi thẳng lên là vừa. Dính con cát. Không dính sao ấy. Không sao. Bình thường nó sẽ đến con cát thôi anh em. Con cát mình nhảy được này, voi mình ulti được nhiều này. Miễn nhiễm được nhiều sát thương này. Ok, con cát chết này. Azenka ulti này, ok. Bạn này không có thương. Này đen cái không có thương. Nhưng mà bạn này còn khá nhiều máu. Không biết được cân được không mà bạn này cấp ở rồng mình nữa. Con rồng từ đầu trận đến giờ anh em ấy. Tranh nhau thật. Đâu con rồng ấy nhỉ. Trong nhất quyết cho mình con rồng mà. Mình cứ để đây thôi, bạn này làm được gì mình không nhỉ? Na cờ rốt xuống góc kia thì cũng không làm gì. Hai con này bịt bịt kín đầu rồi. Nên cha Lily gần như bịt kín cái đầu đấy rồi. Con cát 2 rồi. Chẳng còn gì nữa. Chẳng còn gì mà gỡ nữa. Na có thể bị ăn CC lại cũng chẳng làm sao này. Nhưng con Azenka này mình sẽ gánh được này. Azenka sẽ đép được cái con rồng cho mình. Rồng này thì Ngọc Đại. Đại thủ chéo à. Đấy, ra góc này đi. Ngọc Đại thổi thẳng. Con cát vào đây à. Rồng thổi này. Con cát mình có rồng mình có truy hồn này. Nhưng mà con cát mình chết này. Con cát mình sống lại này. May của này may anh em ơi. May là thắng của này. Cái này bạn ấy cũng hay đấy. Bạn ấy truy hồn này. Rồng kia truy hồn này. Bạn ấy cũng thổi thẳng mặt con cát mình mà. Đổi góc thì sao nhỉ? Đổi góc thì... Góc con cát. 33 máu chắc là mình phải vào luôn bạn này trước khi bạn này có thêm đồ phải mọc ra một cái thương nữa thì mình cũng hơi gay go bạn này tí và mình vẫn không thấy con rồng nào luôn. Đây này con rồng bạn này có truy hồn này anh em ơi. Né 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 đi. Liền anh em ơi, nghe góc đấy liền. Ilu à? Ilu cần truy hồn này. Căng ta. Làm gì con Ilu với ông ta? Chết xử con cắt nó chui bá xuống đây đã giết xử con ấy của mình rồi. Tính lỗi nhỉ, sao con cắt? Pha này hơi lỗi. Này, không nên để góc kia có hơn không? Không nhưng mà pha này mình để hơi lỗi thật, quả đấy mình không ngờ con cát nó nhảy xuống chỗ con rồng mình. Pha này cũng thắng này cũng không vinh quang lắm. Tại quả đấy mình tính lỗi thật, cát nó nhảy thẳng mặt con rồng.
Nếu mà con von cát đấy mà lệch sang một ô. Mà sao voi mình chết sớm nhỉ? Chứ còn con Lilu có nó làm được gì đâu. Con Lilu có đánh thường, có đánh thường không mà. Không có đánh may thật. Anh vậy thôi, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Chắc một trận nữa là lên lại cao thủ rồi. Mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.